Và để liên tục chương trình thì em mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát nồng nàn và sâu lắng của nam nghệ sĩ Ngân Giang. Rồi bây giờ anh với em đường tình đôi ngã phải không? Tôi em hãy đi về chỗ ngồi đi em. Về chỗ ngồi đi. Cảm ơn em. Thôi thì nói chung là hôm nay là ngày sinh nhật của chị Đào. Xin chúc cho chị Đào luôn luôn mạnh khỏe, đẹp và trẻ mãi không già. Mình gọi tiếng chị Đào cho sợt ra đó. Chị là người người chị vợ tương lai của Ngân Giang. Em là anh em cột chèo với ông thầy Văn Hải. Dạ. Thế thì góp vui chương trình mấy câu giọng cổ. Mai này mình xa nhau. Thôi, ngồi đi con. Một lời từ gian.
xin chân thành cảm ơn.